Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại thông minh và máy tính bảng sẽ làm hư hại tế bào mắt. Loại ánh sáng này giác mạc không thể ngăn chặn được. Các nhà nghiên cứu khuyên đeo kính ngăn tia cực tím và ánh sáng xanh, cũng như không dùng các thiết bị này trong bóng tối. Một nghiên cứu mới từ Đại học Toledo, Mỹ đã phát hiện ra rằng quá trình mà ánh sáng xanh tác động đến các thụ thể ánh sáng trong mắt gây ra một phản ứng độc hại, giết chết các tế bào thụ quang. Điều đáng lo ngại là các tế bào này không có khả năng tái sinh. Alpha tocopherol, một dạng vitamin E, đã được tìm thấy giúp làm giảm tổn thương tế bào thụ quang. Tuy nhiên, nồng độ vitamin giảm theo tuổi tác cùng với việc tiếp xúc với ánh sáng xanh kéo dài có thể dẫn đến thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa.